vừa ăn uống ông bà, con cháu vừa ăn uống ông bà ơi, uống miếng nước đậu, cô uống miếng nước đậu con khát nước quá. Cái này đậu không? Dạ. Lấy ly uống đi. Dạ. Dạ. Con khát nước quá. Để ăn để uống nè, để ăn để uống đó, ông bà. Đông đúc lắm ông bà ơi. Ăn cháo ông bà, muốn ăn cháo thì ông bà ăn cháo nha. Cháo miễn phí ông bà ơi. Cháo miễn phí. Cho miếng cháo rồi chị. Hả? Đó là ca vậy. Ở nãy tới ở nhà tao mà mắc mát chưa. Cái anh là khăn đẹp nữa nè. Dạ. Ăn uống ông bà ơi. Vô ăn đó bụng rồi hả? Dạ. Đây nè, nước nè. Đó, bún nước lè. Bún chai. Ăn bún cái gì ơi? Dạ, ăn bún cái gì ơi? Anh này anh đãi nhiệt tình lắm nha quý vị. Dạ. Ngon quá. Chỗ xay dừa nè ông bà. Ở đâu? Bỏ nó ở đây. Từ lúc ít dừa nè. Bỏ chợ luôn ha. Đóng chợ luôn. Dạ. Yeah. Cái chỗ bán như là không thể nói đâu. Khác cậu ơi. Đông vui lắm ông bà ơi, ông bà làm đi ông bà. Con cháu cùng nhau về nè ông bà. Cùng nhau về hội làng đó ông bà, lễ hội làng nha ông bà ơi. Cùng nhau làm lễ hội làng nha ông bà. Ngày lễ hội làng ông bà ơi. Lễ hội làng yêu thương ông bà ơi. Dạ.
không mua đi đạp Phật đồ chay đó ông bà, ngon lắm ông bà ơi. Dạ cho con cháu thôi gì về ăn đó ông bà. Ông bà cô chú anh chị em, chỗ đây là đồ nấu đậu bắp dưa leo rồi gì đó ông bà. Củi rồi gì nè ông bà. Rồi, chắc là ngon luôn. Thèm quá ông bà ơi. Ông bà thích ăn món nào? Ông bà ăn nha ông bà. Đồ chay không mà ngon quá. Cô mà múc cơm nè. Hổ mấy con chim nè ông bà. Cái cô chiên tàu hũ nha ông bà ơi. Cái cô chiên tàu hũ đó. Tàu hũ chiên đi, tàu hũ chiên đi. Tất cả con cháu dạng dân bá tánh quy tụ về ăn đó ông bà. Cái này là bún nha. Cái này là bún. Hôm nay giữa chốn hội Long Hoa nha ông bà. Hội Long Hoa để con cháu quy tụ về ăn uống lo sai. Đây là hội Long Hoa nha ông bà. Ngày hội Long Hoa đó ông bà ơi. Dạ. Dạ. Ông ơi, Di Đà Phật. Đông vui lắm ông bà ơi. Để rồi ăn thức uống nè ông bà. Ăn đi ông bà ơi. Cô chú anh chị em ơi, ăn đi cùng nhau ăn. Nè nước nè, ăn xong rồi uống nước. Đã biết đi qua nha. Ăn xong rồi uống nước cùng nhau. Ăn xong rồi uống nước. Dạ chúc lấy chưa? Chưa không? Lấy cơm luôn á. Muốn là sao nó nghĩ nữa. Rồi chị chỉ này luôn đi. Có là ghi luôn đó. Đấy. Ăn cơm nhiều đúng không? Hai người phải ghi đi.